Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé. Sáng hôm nay là một cái ngày rất là vui và đặc biệt đối với lại toàn thể gia đình nhà mình. Và chính là hôm nay là anh em mình cùng với lại mấy cô của mình là tổ chức nấu nướng ăn uống dưới nhà bà nội mình mọi người ạ. Bốn cái que nữa có đủ không? Đây, cái tươi mà. Con chào bà. Cháu giống cái gà kìa. Được cái gì? Nó phải... Đây, hôm nay anh em mình đang nướng gà dưới nhà bà nội nhé mọi người nhé. Thì tí nữa mình sẽ quay lại cái hình ảnh cho mọi người xem buổi ngày hôm nay anh em mình làm như nào. Còn có cái đấy để mà mua cơ không này. Mình nhấc ra là kia mình nhấc cứ qua đầu người ta. Giờ là mình đang ướp món thịt này để làm món thịt nướng mọi người ạ. Đây là món thịt thịt lợn, đây là thịt vai. Mình vừa nãy cho gia vị rồi ướp vào đây, tí nữa xiên một cái xiên sắt xong bắt đầu là cho lên than nửa kia là nướng. Này thôi. Chiều nay nhà mày đi. Thank you.
Anh em ơi, 2 3 bà. Thế hôm nay bà thấy bữa cơm đầu xuân năm mới như nào? Thế là vui tất cả. Trong gia đình mình tụ họp, có dâu giờ gửi dai, cháu nội cháu ngoại chất dùng đầy đủ hết, không thiếu hết cả. Cảm ơn bà, chúc bà có một tuổi mới mà giữ gìn sức khỏe, sống lâu trăm tuổi để con cháu được sinh ra. Chú Vinh thấy chương trình hôm nay thế nào? Vui không? Hôm nay là ngày khai xuân, ăn bữa cơm rất là vui ở dưới nhà cụ. Nhưng mà lần này cháu đưa chú về lần thứ mấy? Lần thứ nhiều rồi, thứ 10 rồi nhưng mà lại thứ 10. Nhưng mà